Qua hơn 15 tháng thi công, sáng nay ngày 14 tháng 7, cầu vượt dài hơn 191m, gồm 5 nhịp dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép có chiều rộng 14m, cùng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu vượt tại nút giao thông khác mức 3 tầng phía tây cầu Trần Thị Lý, thuộc quận Hải Châu, có vốn đầu tư 723 tỷ đồng, đã chính thức thông xe. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV trong ngày đầu thông tuyến. Ngay từ sáng sớm, các lực lượng cảnh sát giao thông quận Hải Châu, thanh tra giao thông thành phố và lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông đơn vị thi công đã có mặt để hướng dẫn các phương tiện vào nút giao thông và qua cầu vượt Trần Thị Lý. Nhìn chung, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm bản báo tín hiệu, lưu thông thuận lợi, tạo điều kiện cho đơn vị thi công các hạng mục phần hầm và phần vòng xuyến còn lại của nút giao thông khác mức này. Hiện giờ người ta đi lại rất là êm thuận, không có vướng mắc hay là gây ùn tắc gì thêm. Và đường lại thông thoáng hơn. Tuy nhiên, qua quan sát của chúng tôi, mặc dù các cơ quan chức năng đã cắm biển báo nhưng nhiều người dân vẫn còn đi vào đường ngược chiều, nhất là đoạn từ đường Bình Minh 8 rẽ trái lên cầu Trần Thị Lý và quay đầu xe ngay dưới chân cầu vượt, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Người dân chấp hành luật lệ là an toàn giao thông là đảm bảo, nhưng có một vài xảy ra là một vài vấn đề xảy ra là người dân ở đây là đi ngược chiều cũng tương đối cũng một vài trường hợp nên cần đề xuất là cấm một vài cái mà biển báo cấm một vài biển báo cấm đi ngược chiều với lại một cái giải phân cách mềm để cho người dân cảm thấy được đi rồi đúng làn đúng lối hơn. Theo kế hoạch, sắp đến sẽ cấm các loại phương tiện lưu thông qua nút Duy Tân đường 2 tháng 9 và Duy Tân núi Thành, tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục hầm chui và đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm các hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cảnh quan cây xanh, phấn đấu đến cuối năm nay sẽ đưa công trình vào sử dụng.